em làm ra em có nghĩ ra cái đau dạ cũng sợ đau cũng nghĩ đâu nhưng tại vì nghe nhiều người nói là mình bị tê bị buốt này kia nhưng mà làm hết cũng bình thường. Cái phòng răng có ưng không? Dạ ưng và anh cũng khen á. Màu răng thì thấy sao? Dạ xinh. Xinh dạ tại vì đầu tức vướng mấy nó gặp chị ở ngoài rồi nó bảo cái nào của chị với cái phòng chị đẹp như vậy đó. Cái nó kêu thôi em làm cái của chị đi. Dạ tại vì em cũng thích kiểu mà trắng với lại kiểu bóng bóng nó không có thích bị đục quá nhìn nó giả. Đục quá không phải là nó làm cho da mình sáng hơn đâu, khi mà trắng đục quá cái da của mình nó bị sậm lại, tại vì hàm răng của mình nó nổi quá nó cũng không đứng. Nhưng mà khi em làm răng này xong á nhìn da dễ hơn, tươi sắc hẳn luôn á. Sáng hơn xinh lắm. Em chấm mấy điểm? 10 điểm. Cảm ơn em nha. Để nữa em đi công việc xong mấy nữa em qua sửa cái mũi lại. Có bạn bè hỏi làm răng cái chị cho chị không? Dạ có.